bé bị sởi, herpes, trần tay miệng, chốc lở, ban đỏ, có dùng được bột tắm nhân hương không? Sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ là những bệnh lý ngoài da do vi khuẩn, virus gây nên mà bất cứ trẻ nào cũng có thể mắc phải. Để gia tăng khả năng chống viêm, kháng khuẩn, giảm ngứa, đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy nhanh quá trình điều trị, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên tắm cho trẻ hàng ngày bằng bột tắm nhân hương. Sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ là bệnh gì? Nếu da bé đột nhiên bị kích ứng, ngứa, nổi mụn, sốt cao, rất có thể bé đang bị bệnh về da như sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ do vi khuẩn virus gây nên. Bệnh sởi. Trẻ bị sởi là do virus gây nên với biểu hiện sốt, ho, các đốm trắng trong miệng và các nốt ban đỏ gờ lên mặt da, mịn, xuất hiện ở lưng và ngực gây đau. Trẻ có thể bị tiêu chảy hay nôn ói. Sởi là bệnh có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây truyền trong không khí qua ho hoặc hắt hơi. Trẻ mắc bệnh sởi rất nguy hiểm vì đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm sút. Do virus sởi gây suy giảm miễn dịch nên trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nếu không được điều trị đúng cách. Bệnh tay chân miệng. Để phát hiện bé bị tay chân miệng, cha mẹ dựa vào những dấu hiệu sau. Bé bị sốt nhẹ hoặc sốt cao. Khi thấy bé sốt cao mà không thể hạ thì đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng. Tổn thương ở da thể hiện ở rát đỏ, mụn nước tại các vị trí như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Trẻ bị đau miệng, bỏ ăn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, quấy khóc. Bệnh tay chân miệng do virus gây nên và đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nên quan trọng nhất, cha mẹ cần vệ sinh da sạch sẽ cho bé để phòng ngừa bệnh lây lan. Bệnh chốc lở. Chốc lở là tình trạng nhiễm trùng nông ở da do vi khuẩn gây nên. Bệnh dễ lây lan từ vùng da này sang vùng da khác. Chốc lở thường bị nhầm lẫn với thủy đậu do biểu hiện của bệnh tồn tại dưới hai dạng, có bọng nước hoặc không có bọng nước. Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ cải thiện nhanh và không để lại sẹo. Ngược lại, nếu điều trị chậm trễ có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng. Bệnh ban đỏ. Ban đỏ là hiện tượng da bé đột nhiên nổi mẩn đỏ và ngứa, bao phủ một phần cơ thể. Nguyên nhân gây bệnh là do dị ứng với thuốc, thực phẩm hoặc phấn hoa và các chất kích thích. Ban đỏ còn do trẻ bị côn trùng cắn hay đốt, do tiếp xúc với các chất gây dị ứng xung quanh môi trường sống như xà phòng, phấn hoa, lông động vật. Tác dụng của bột tắm nhân hương trong điều trị sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ. Rất nhiều cha mẹ thắc mắc khi bé bị sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ có dùng bột tắm nhân hương được không? Để trả lời câu hỏi này, các chuyên gia y tế khẳng định bột tắm nhân hương có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý này rất hiệu quả. Do đó, bên cạnh việc sử dụng thuốc chuyên biệt cho từng loại bệnh theo chỉ định của bác sĩ, cha mẹ hoàn toàn có thể kết hợp vệ sinh da bé hàng ngày với bột tắm nhân hương. Bột tắm nhân hương chất xuất từ thảo dược tự nhiên, không chứa hóa chất, không corticoid, không gây tác dụng phụ nên rất an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, các thành phần có trong sản phẩm giúp phát huy tác dụng điều trị rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng chống viêm, kháng khuẩn, giảm ngứa. Từ tinh chất hoàng liên và berberine, chất diệp lục chlorophyll, tinh dầu mùi, tinh chất muối natri bicarbonate. Ngoài ra, các hoạt chất này còn giúp tái tạo nhanh làn da bị tổn thương, hỗ trợ chữa lành lớp biểu bì và làm dịu nhẹ làn da của trẻ, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Để bột tắm nhân hương phát huy hiệu quả trong hỗ trợ điều trị sởi, herpes, tay chân miệng, chốc lở, ban đỏ, cha mẹ sử dụng theo hướng dẫn sau. Hòa tan 2 gói bột tắm với 5-7 lít nước ấm tắm hàng ngày cho trẻ, không cần tắm trắng lại. Lưu ý, với nhóm bệnh ngoài da do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, sản phẩm chỉ giúp làm sạch da, giảm viêm, kháng khuẩn, không thay thế chỉ định của bác sĩ. Cảm ơn bạn đã xem kênh Vui Khỏe Mỗi Ngày, được bảo trợ bởi nhãn hàng bột tắm Chem Nhân Hưng. Bột tắm Chem Nhân Hưng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, sạch da, giúp điều trị các bệnh chảm sữa, viêm da cơ địa, hằn tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhé!